thì các trận đấu tại lượt trận thứ 3 của bảng B cũng đã được diễn ra trên các sân vận động Bình Dương và sân vận động Thống Nhất. Malaysia vẫn tiếp tục tỏ ra có một trận cầu rất hay và có được sự vượt trội của mình ở mùa giải năm nay. Bóng đá trẻ Malaysia trong thời gian vừa qua đã vô địch giải U15. Và như vậy đúng lúc này thì trọng tài điều khiển chính ở trận đấu ngày hôm nay, ông trong trận đấu này của các cầu thủ trẻ đến từ Lào, đó là một pha dứt điểm thẳng về phía cầu môn của thủ thành Emmanuel Ari. Một cú dứt điểm rất táo bạo. Và sau một tình huống nỗ lực cứu thua thì thủ thành bên phía U18 Indonesia đang bị đau. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này. Phải mất đến 2 nhịp thì Emmanuel Ari mới có thể tóm gọn được trái bóng. Quá vội vàng của Muhammad Fajar. Vẫn còn dứt điểm, không vào. Một tình huống phối hợp ở ngay sát vạch 16m50 của U18 Indonesia và người dứt điểm ở tình huống cuối cùng là tiền vệ Brian Dikui Adama. Tình huống có thể nói rất thoải mái để tung ra một pha dứt điểm. Người thực hiện là Johnny Vrpacek. Đánh đầu. Vừa rồi là một tình huống đấm bóng nhanh của thủ môn Emmanuel Ari. Vẫn còn nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu này của U18 Lào. Đó là một pha đi bóng rất khó chịu của Johnny Vrpacek. Chúng ta cùng xem lại. Johnny đã đi qua rất dễ dàng với Amirin Bagus. Bóng đá trẻ thì không thể nào tránh được những tình huống sai lầm như vậy. Rồi! Lại thêm một lần nữa thì Amirin Bagus có cơ hội để đối mặt với thủ môn Sulawesi Thiavong. Lần này thì Bagus đã không thể có được một tình huống dứt điểm ưng ý nhất. Tình huống phá bẫy vị rất hay. Sau đó là một pha dứt điểm hơi nhẹ. Trận đấu đã diễn ra hay hơn rất nhiều khi hiệp 2 được bắt đầu. Cơ hội đã đến nhiều hơn với cả Indonesia và Lào. Dứt điểm, không vào. Quá đáng tiếc, đó là cơ hội của Muhammad Fajar, người được kỳ vọng sẽ thay thế cho Muhammad. Hai đội bóng chơi cẩn trọng, chắc chắn ở phần sân nhà và phạm lỗi ở khu vực giữa sân khi cần thiết. Những cơ hội được tạo ra rất ít và không hiệu quả. Cơi! Không vào! Đó là một cơ hội không thể tốt hơn để Amirudin Bagus và cầu thủ băng vào tiếp theo trong tiếng vừa rồi bên phía U19, xin lỗi bạn, U18 Indonesia, đó chính là Sultan Diego, có thể mở tỷ số trận đấu này. Một pha tạt bóng vô cùng hiệu quả. Arulak Vanalat đã đánh đầu và bóng đi đổi hướng khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với khung thành của Sulawesi Thiavong. Và khi đó thì chắc chắn là phải chờ đến khi kết thúc lượt trận cuối cùng thì mới xác định được những tấm vé chơi vòng bán kết bên phía. Rất nguy hiểm, và như vậy là tỷ số đã được mở cho các cầu thủ 18 Lào. Một pha dứt điểm từ xa và diễn ra một cách rất nhanh chóng và hiệp hóc. U18 Lào đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số sau rất nhiều những tình huống bỏ lỡ cơ hội bên phía U18 Indonesia. Của giải vô địch U18 Đông Nam Á năm nay. Rất nguy hiểm, và như vậy tỷ số là 1-1. Cuối cùng thì Amirudin Bagus đã có thể lập công.
thật khó hiểu và rất thiếu kinh nghiệm khi trong tình huống vừa rồi thì hàng thủ bên phía U18 Lào đã đứng chững cả lại khi cho dòng bóng chạm tay một cầu thủ bên phía U18 Indonesia. U18 Indonesia đã đẩy cao, rất cao đường của mình lên. Họ muốn kết thúc trận đấu này và kết thúc vòng bảng với một tấm vé đi tiếp sớm. Goal! Rất nguy hiểm và đó là bàn thắng thuộc về cầu thủ U18 Indonesia. Indonesia đã bất ngờ đẩy cao đội hình và thi đấu nhanh hơn ở những phút thi đấu cuối cùng này. Tình huống sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến cho U18 Lào, cầu thủ trung vệ bên phía U18 Lào đã phản lưới nhả. Rất bất ngờ. Đây là pha bóng mà Amirudin Bagas đã căng vào dành cho Amirudin Bagas. Và như vậy đúng lúc này thì trận đấu giữa U18 Indonesia và U18 Lào đã kết thúc.